Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì hôm nay em đã hoàn thành xong cái phần mộc cho đơn đặt hàng của bác Lan ở Ba Đình, Hà Nội các bác nhá. Đấy, thì với cái đơn hàng của bác ấy thì bác đặt em là một chiếc bàn thờ án gian và một chiếc tủ cơm. Thì yêu cầu của bác ấy rằng là nhà bác ở trên tầng 5 ở khu vực Ba Đình, Hà Nội. Đấy, cái phòng thờ có cái diện tích nó khá là nhỏ nên là những cái size số và những cái mẫu thông thường như là dài 1m97 hay là dài 2m17, rộng 1m17 thì sẽ không đặt vừa với cái không gian phòng thờ của bác ấy. Thì bác ấy có đặt bên em là một chiếc bàn thờ có kích thước được em thiết kế theo chuẩn cái size số của nhà bác ấy, và cái đặc biệt đây ấy là đều chuẩn thước lỗ ban phong thủy các bác nhá. Đấy, chuẩn phong thủy này, số đẹp này. Đấy, thì mình mới được một cái bàn thờ đẹp và ưng ý như thế này các bác. Thì nhiều bác sẽ không biết cái số đo phong thủy như thế nào ấy, thì các bác có thể xem hết cái video này để tham khảo thêm cái số đo cho cái bàn thờ của nhà mình với cái phòng thờ nó có diện tích nhỏ các bác. Thì ở đây em làm cho bác ấy một chiếc bàn thờ án gian bằng gỗ gót đỏ chân 12 các bác nhá. Dài ở đây là em làm cho bác này là dài 1m76, rộng là 81, cao là 1m17 các bác. Đấy, các bác nhìn xem này. Đấy, cái phần mặt bàn đây, từ đây nó ra tới ngoài kia là dài là 1m76 các bác. Thì các bác có thể tham khảo là 1m75 ấy, 1m76 thì đều được gọi là cái thông số đẹp, cái số đẹp ở trong đo phong thủy ấy. Còn nếu bác nào mà chưa biết cái số nào nó đẹp ấy, số nào nó hợp phong thủy ấy, thì các bác có thể liên hệ đến em qua cái số điện thoại là 0865 869 126, thì em sẽ tư vấn miễn phí cho các bác nhé. Đặc biệt là các bác nào đang làm nhà, các bác đang nhầm lẫn với cái số đo là số đo của Dương Trạch là về những cái phần đồ đạc ấy, nhà cửa là người mình dùng ấy, người sống dùng, còn những cái phần về âm trạch ấy như là mộ này hay là như về những cái đồ thờ cúng như này ấy, thì phải lấy theo một cái số khác chứ không phải lấy theo cái số đo Dương Trạch để mà dùng các bác ấy. Thì giờ đi vào cái sản phẩm, thì với cái chiều dài là 1m76, rộng, phần rộng ở đây là 81 và cao từ mặt đất lên đây là 1m27, thì em làm cho bác ấy là hàng loại 1. Đấy, các bác nhìn xem, hàng loại 1 thì em làm cho bác là hàng khuôn 5 ván 2 phân. Đấy, các bác nhìn xem này, toàn bộ 100% là gỗ đỏ Pachi. Các bác nhìn thấy cái mặt ván này không? Cực kỳ là lành sạch và đẹp. Ở đây thì là hàng khuôn 5 ván 2 phân, lá mặt sắp 2, và đặc biệt ấy, là hàng loại 1 của nhà em thì cái kết cấu nó khác này. Đấy, thiết kế khác này, và đặc biệt ấy, là nó chưa có cơ sở nào có ở trên thị trường các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái mộng chưa, giờ này đã được cải tiến thang mộng cực kỳ là chắc chắn như này. Thì các bác đi đặt hàng ở tất cả những đâu ấy, kể cả các bác xem mộng ấy, thì chưa bao giờ các bác thấy được cái thang bàn của cái lỗ mộng như này, đúng không ạ? Đấy, thì đây là được thiết kế theo cái kiểu mộng sập các bác, được thiết kế theo kiểu mộng sập với những cái mặt sập có giá trị cao, được làm bằng gỗ hương đá hoặc là bằng gỗ gỗ đỏ ấy. Thì giá trị của một chiếc sập thì nó sẽ lên tới là 40 đến 50 triệu đồng. Đấy, một mặt sập, một cái sập ngồi to và đẹp, và cái kỹ thuật công làm của cái sập này thì nó cũng kỳ là cao. Đấy, nhưng mà khi mà nâng cấp cái sản phẩm lên với cái hàng loại 1 thì em đã áp dụng cái công nghệ gọi là cái người thợ làm mặt sập để làm mặt bàn thờ này để nó chắc chắn hơn, bền hơn và khác biệt so với ngoài thị trường. Đấy, để nâng cấp cái sản phẩm của mình nó chắc chắn lên các bác nhá. Thì ở đây là hàng khuôn 5 ván 2 phân, lá mặt sập 2, và kỹ thuật làm ở đây theo kiểu mộng sập. Với cái chiều dài là 1m75 thì em vẫn làm cho bác ấy là bác là 7 thang xà, thì trong đó có 5 thang én và 7 thang đỡ. Đấy, các bác nhìn xem những thang xà bên trong, thì ở phần cuối video ấy, em sẽ đi vào bên trong để xem cho các bác một cách kỹ càng nhất. Tiếp đến là phần cổ ở đây, các bác nhìn xem những cái phần cổ được chạy chữ vạn này. Vì cái hàng này là hàng mộc em vừa mới dựng xong. Đấy, thì các bác nhìn thấy này, vẫn còn những cái vết lông, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Còn những toàn những vết lông như này. Đây, thì cái cổ này được em chạy chữ vạn cho bác ạ. Các bạn, chữ vạn chạy dài xuyên suốt này thì là một cái mẫu hình nó đơn giản, nó ít bám bụi bẩn. Đấy, thì khi lau chùi các bác chỉ cần lau nhẹ là nó sẽ sạch sẽ và đẹp. Đấy, không đục rồng phượng hay là không đục sâu. Với những cái hàng cổ mà các bác nào thích sự tinh bóng sắc nét ấy, thì các bác có thể yêu cầu là làm 3 phân và đục sâu xuống, thì những cái phần cổ này nó nổi lên, gọi lên thì cực kỳ là đẹp các bác nhá. Tiếp đến là cái phần kỹ thuật làm, thì ở đây em làm cho bác ấy là vai 6 bản 10 phân, và được làm theo kiểu mộng thấp. Đấy,
Thì với cái hàm ống thoát như này ấy, thì tất cả đều tháo rời nên là vận chuyển được lên tầng 5 cho bác ấy, thì cực kỳ là dễ dàng các bác nhá. Còn với những cái hàng thông thường đó, với những cái hàng thông thường thì nó gắn chết những cái phần vai này, phần chân hậu này, đấy, phần dạ này với nhau, nên là khi mang vác lên tới tầng 5 ấy, thì nó cực kỳ là mệt và nó khó tháo lắp. Và đặc biệt ấy, là khi mà dùng lâu với cái hàng gắn liền như vậy ấy, thì phải dùng ke vít, phải sử dụng ke vít để bắt nối ở phần bên trong đấy, thì những phần đó thì lâu ngày ốc vít nó sẽ han rỉ, những phần sắt nó sẽ han rỉ các bác. Nên là kiểu này nhiều bác sẽ không thích, nên là bác sẽ sử dụng cái hàng loại một là ống thắt co nhá. Đấy, tiếp theo là phần dạ tiền này em làm cho bác là dạ tiền giấy 4 phân và là hàng lọng thủng, và ở giữa đây là được đục sen cực kỳ là đẹp ở đây. Đấy, thì em có giao cho một số bác thì những cái mẫu sen này các bác ấy có thể là dát vàng đấy, và chạy dát vào những cái đường chỉ chạy xung quanh như này. Đấy, một cái hình ảnh em để lên trên góc cho bác xem. Đấy là một mẫu dát vàng em ra cho bác khách ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội đấy. Còn những cái mẫu lọng này đấy, thì nhìn nó sẽ thanh thoát hơn các bác nhá. Thì nó sẽ thanh thoát và đẹp hơn các bạn. Thì trong đơn đặt hàng của bác ấy là còn một con chiếc tủ nữa. Thì đây chiếc tủ này em làm cho bác ấy, với cái chiều dài là 81 như này các bạn, đấy, các bạn có thể được cơm thoải mái. Và cái chiều cao thì em làm cho bác ấy là sao cho nó đạt được hai yếu tố đầu tiên là cao đấy, sát các bạn nhá, sát với cái phần dạ này nhất các bạn, nhưng lại phải chuẩn số đo phong thủy các bạn nhá. Đấy, nên ở đây em làm cho bác ấy là với cái số bàn này là cao ở đây là cao ở 57 các bạn, và phần cổ này là em thiết kế cho bác là hai cái ngăn kéo. Có nhìn xem cái ngăn kéo này cũng là nó dày, các bạn đặt quyển kinh của mình ở đây này đấy, hay là bật lửa hương tiền vàng, hay là những vật lễ cúng nhỏ ở đây thì nó thoải mái này, cũng không có bác đấy. Bên trên này thì ngày lễ ngày Tết mình đặt những mâm cơm cúng hay những vật phẩm cúng, đấy là phần ngăn kéo và phần mặt. Và phần bên dưới này em thiết kế cho bác là một cái khá là to đấy, cái này thì các bác có thể đặt được gọi là những cái bục kinh này, những cái bục quyển kinh này, hay là những cái quyển kinh của mình ở đây, hay là những cái lọ nhỏ đấy, những cái đồ sứ hay là cái bát đĩa ở mâm cung cúng ấy, mình có thể đặt vào trong đây thì nó cực kỳ là tiện đấy. Thì đây là cái phần tủ được làm cực kỳ là với cái chi tiết đục này đấy, cực kỳ là sắc nét. Và quay cho các bác xem cái mặt đằng sau của nó, đây là cái mặt đằng sau của nó đây nhá, lành sạch và có cái bánh xe ở đây. Thì tại sao lại có cái bánh xe mà nhiều nhà người ta không là bánh xe? Ở đây cũng là một cái mà em thấy nó cực kỳ là hay đấy, là khi mà các bác thờ cúng ấy, có nhiều bác là mua về cho bố mẹ, cho người, cho các bác lớn tuổi, khi mà để trên tầng 2, tầng 3 thì để kéo được cái tủ này ra mà không có bánh xe thì nó cực kỳ là nặng các bạn. Cái tủ này thì sẽ lên tới khoảng là 60 đến 70 cân mà không có bánh xe kéo, nó cực kỳ nặng, mà các cụ lớn tuổi rồi thì kéo rất là khó. Đấy, nên là khi mà lắp bánh xe vào thì kéo ra cực kỳ nhẹ nhàng này. Đây cũng là một cái lưu ý để các bác khi mà mua đồ thờ hay đặt đồ thờ cơ sở nào thì các bác cũng bảo họ là lắp cho mình cái bánh xe để cho nó tiện các bác nhá. Đây là cái phần tủ. Còn quay tiếp theo em sẽ quay cho bác là cái hệ thống thang xà đằng sau của một chiếc bàn này. Đấy, thì cái phần này là em mới gá thêm để treo bức tranh thì nó không liên quan gì đến cái phần bàn. Nhưng mà đây cái hệ thống thang xà của hàng Mộng Thất này, thang xà cực kỳ là dày và tất cả đều được đục mộng kỹ càng ở đây nhá, mộng và có keo đấy, có mộng và có keo đầy đủ cho các bác ấy. Và hệ thống thang xà của hàng Mộng Thất rất nhiều hơn so với hàng mộng thường, và kể cả cái phần thang bàn của cái phần mặt bàn cũng to và dày hơn các bác nhá. Đấy, thì đi vào bên trong gỗ là bên trong các bác có thể thấy đây 100% bằng gỗ đỏ pachin, và với chiều dài là 1m75-76 thì em làm cho bác là 7 thang xà, trong đó có những cái thang én to như thế này, coi nhìn kỹ này, những thang én to như thế này đấy. Và đây là những hệ thống thang đỡ, coi nhìn thấy đó, những hệ thống thang đỡ này cực kỳ là dày và tất cả đều là hàng mộng hết chứ, coi nhìn xem hàng mộng đầy đủ hết chứ không phải là hàng bắn đinh đó anh ạ, phải được gia cố thêm. Và gia cố là phải đầy đủ, và em vừa bảo lên cái hàng loại 3 thì đấy, thì người ta sẽ bắt một cái ke vít ở đây đấy bạn, người ta sẽ bắt ke vít đây để cho nó chắc chắn thêm, gọi là phần gia cố. Nhưng mà khi sâu để lâu ấy
thì phần kép ít dài nó dễ bị han sỉ và rất nhiều bác không thích ấy, và nhìn để lâu thì nó có sẽ hiện tượng gọi là những cái phần vít đấy nó dỉ và nó dẫn hiện tượng bàn nó dễ bị lung lay ấy, nên là 100% sẽ thiết kế theo cái hàng mộng thấp như thế này. Và đây là cái phần thang xà chân mà hàng loại 3 ấy, hàng thường nó sẽ không có. Và các bạn nhìn xem thang xà chân này to, cái nó to sẽ to như cái cổ tay của em luôn, vì cái bản ở đây em làm cho bác là bản 4x6 các bạn. Đấy, thì đây là một chiếc, đây là một cái mẫu bàn thờ gia tiên điển hình qua nhá, một mẫu bàn thờ gia tiên điển hình. Ngoài ra thì các bác có thể treo thêm một số cái bức tranh, ví dụ bên trên nhà bác rộng đấy, với các bác miền Nam thì các bác có thể lựa chọn cái bức tranh là cựu huyền thất tổ như thế này. Ở đây thì em trước em đục cho một bác ở trong Châu Đốc An Giang đấy, và cùng kích thước và cùng quy cách thì em đục hai tấm thì các bác nhìn thấy này. Đấy, cái tấm trước thì em quay lên cho các bác xem rồi, với cái chiều em làm cho bác ấy là chiều rộng này 61, cao 81, hàng khuôn 5 ván 2 phân và ván ở đây các bác nhìn xem này, ván 2 phân và đục cực kỳ là sắc nét. Đấy, cung thỉnh cửu huyền thất tổ tọa vị, kính cửu huyền thiên niên bát tận bất tận, trọng thất tổ nội ngoại tương đồng, và hai bên là hai con rồng quấn quanh cột và hàng khuôn 5 ván 2 phân cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Vâng, thì đấy là ở các bác ở trong Nam. Đấy, các bác trong Nam, các bác ở trong miền Tây thì có thể thờ những cái bức tranh kiểu huyền thất tổ như thế này. Thì còn các bác ở ngoài Bắc thì thờ được những cái bức tranh như thế nào? Đấy, thì ở đây em có một cái bức tranh cực kỳ là đẹp, một chữ phúc cực kỳ là đẹp đấy ạ. Đấy, đây cũng là hàng khuôn 5 ván 2 phân. Đấy, em cái mẫu này thì em đang lên sẵn. Đấy, chữ phúc và bao bên quanh bên ngoài là chữ công chạy vòng tròn, và hàng khuôn 5 ván 2 phân và được làm bằng chất liệu bằng gỗ gót đỏ pachi. Thì các bác có thể thấy đây ạ, nó đẹp, nó nét. Gỗ lạt đằng sau em quay cho bác xem. Đấy, hàng liền một tấm luôn, không chấp ghép gì hết, khác hẳn so với hàng thị trường. Nếu vào ngoài thị trường thì các bác có thể thấy những cái bức tranh như thế này nó có giá là chỉ có 2 triệu đến 3 triệu thôi, tại vì nó là bằng gỗ hương đỏ của Nam Phi các bác nhá, gỗ hương đỏ. Còn ở đây mình làm là gỗ gót đỏ của Nam Phi, nó có giá trị hơn rất nhiều so với cái dòng gỗ kia. Và cái sản phẩm của họ thì nó mỏng hơn các bạn, nó mỏng hơn và nó thường thường là sẽ là hàng ghép nên nó có giá trị rẻ như vậy các bác nhá. Đấy, thì nếu bác nào chưa biết về cái số đo phong thủy ấy, hay là thiết kế cho mình một cái bàn thờ đẹp, mẫu mã đẹp ấy, thì các bác có thể để lại số điện thoại hay để lại comment thì em sẽ tư vấn ấy, thiết kế cho các bác một cái mẫu phòng thờ các bạn, thiết kế cho các bác cái mẫu phòng thờ hay thiết kế cho các bác một cái bàn thờ có kích thước số đo phong thủy đẹp, đặc biệt là phải đẹp và hợp với mình nữa các bác nhỏ.